Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang ở trong Chúa Nhật cuối năm 2018. Và chúng ta biết rằng đây là một cái thời điểm mà người ta thường tổng kết để nhìn lại một năm đã qua, nó có những cái ưu điểm, khuyết điểm hay là nó có những cái thành đạt nào và những cái gì mà nó chưa có được trọn vẹn để chuẩn bị cho một cái năm mới, mình sẽ hoàn tất những gì chưa làm xong hay là chúng ta sẽ làm tốt hơn những cái việc mà chúng ta đã làm. Cho nên thì ôn cố tri tâm là một cái tinh thần, một việc làm mà chúng ta cần có trong cái thời điểm kết thúc một năm cũ và chuẩn bị đón chào một năm mới. Và riêng đối với chúng ta là những con Chúa thì chúng ta cũng cần phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Có thể có những chu kỳ, có thể có những cái chặng đường tiếp nối, nhưng mà chúng ta biết rằng khi nói đến chu kỳ, chúng ta không muốn nói đến giống như là một cái bánh xe luân hồi, rồi nó xoay chuyển rồi một lúc nào đó nó trở lại gì đó, nhưng mà nó cũng chẳng đi tới. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch và các mục đích cho mọi sự xảy ra, không những là cho đời sống của chúng ta mà cho cả hoàn vũ và thậm chí cho đến cõi đời đời nữa. Cho nên thì thật là một điều chúng ta đáng phải có một cái nhìn không chỉ là tổng quát, nhưng mà là có một cái nhìn toàn diện về chương trình của Đức Chúa Trời từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai, và sẽ còn kéo dài cho đến cõi vô thời gian, tức là cõi đời đời nữa. Cho nên đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại những gì mà chúng ta bởi ân điển Đức Chúa Trời đã đạt được, cũng như những điều gì mà chúng ta cần phải được thúc giục càng hơn để nhắm mục đích mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta ở các nơi trên trời, để chúng ta có thể tiếp tục theo đuổi con đường của Chúa đã định cho chúng ta. Cho nên trong thì giờ này chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về Alpha và Omega, là một trong những cái danh mà Chúa đã bày tỏ và xưng nhận cho chúng ta về chính mình Ngài. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa. Chứ khách là ở trong sách tiên tri Esai đoạn 44 câu số 6. Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Trong Tân Ước sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 8: Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng: Ta là Alpha và Omega. Khải Huyền đoạn thứ 21 câu số 6 tôi xin đọc: Ngài đã phán cùng tôi rằng: Xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Và sau cùng đoạn 22 câu số 13: Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sao chót, là đầu và là gốc. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là khởi sự của mọi điều và là đấng sẽ thực hiện mọi toan định của Ngài cho đến khi hoàn tất, cho đến khi kết thúc. Chúng con cầu xin Chúa giúp cho chúng con trong thì giờ này, Ngài sẽ cho chúng con có một cái nhìn biết về kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời với mục đích vinh hiển của Ngài đã định, để ai nấy ở trong chúng con đều xác định với đức tin của chúng con về những gì mà chúng con đã bước đi theo Chúa và những gì chúng con cần phải tiếp tục để quên lưỡng mọi sự đằng sau, bươn mình tới sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ ở các nơi trên trời.
để chúng con làm đường thẳng cho mình đi và không để cho chúng con lân quanh, không để cho chúng con, Chúa ơi, cứ lạc lối ở trong đồng vắng của trần thế. Mà Chúa ơi, ai nấy trong chúng con đều biết ham mến các sự ở trên trời và đầu tư cuộc sống của chúng con cách khôn ngoan cho các mục đích vinh hiển đời đời. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài dẫn chúng con vào trong lẽ thật và làm cho Chúa ơi, lẽ thật trở nên mạnh mẽ, sống động và cảm thúc lòng của chúng con, để chúng con xác tín ở nơi sự kêu gọi và đường lối của Chúa, cũng như chúng con được dục lòng một cách mạnh mẽ và được cung ứng mọi năng lực để chúng con có thể, Chúa ơi, tiếp tục dấn bước trên con đường theo Chúa và theo đuổi cho đến khi hoàn tất đời sống của chúng con trong thánh ý Ngài. Chúng con kính dâng thì giờ lắng nghe lời Chúa trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, và chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Kính thưa hội thánh, nhìn lại một năm đã qua và nhìn về phía trước, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm của thế giới này đầy những cái sự biến loạn, và mọi biến động dường như nó dồn dập. Nó không những xảy ra với một cái cường độ mạnh mẽ càng hơn, cao độ hơn, mà chúng ta cũng thấy nó dồn dập trong một cái sự mà dường như là nó ráo riết, nó tập trung. Và nó cũng giống như là một cái cuộc đua, mà có thể nói là một cái cuộc đua mà nhiều chặng đó, nhiều vòng đó. Thì cái vòng cuối cùng là một cái vòng mà chúng ta biết rằng đó, nó quyết định. Cho nên là mọi cái nỗ lực đều phải được tập trung trong cái vòng đua cuối cùng để nhằm hoặc là đạt đến đích hoặc là sẽ bị thất bại. Cho nên thế giới này đầy những cái sự kiện, đầy những cái sự biến động. Thí dụ như chúng ta thấy trong những ngày đã qua, khi chúng ta được vui trong sự đầm ấm bên hội thánh, bên gia đình, bên bạn hữu của chúng ta trong mùa Giáng sinh, thì nhiều nơi trên thế giới đầy những cái điều đau thương. Điển hình như chúng ta thấy gần gũi với bên biên giới Mexico thì có rất nhiều người họ muốn đi vào nước Mỹ, nhưng mà chúng ta thấy bị chặn lại, và sau đó thì họ phải màn trời chiếu đất trong cái cảnh mùa đông lạnh lẽo. Thậm chí có những em nhỏ bị qua đời. Họ không hưởng được một cái mùa Giáng sinh như chúng ta. Xa hơn, nằm về phía châu Á, thì chúng ta cũng thấy Indonesia đã có núi lửa phun, rồi động đất, rồi sóng thần một cách bất ngờ xảy đến. Và biết bao nhiêu những cái sự kiện khác nữa mà nếu chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta sẽ thấy đầy những cái sự biến động đó. Rồi chúng ta cũng biết là trong năm mới thì có một số những cái sự kiện về thiên văn hay là nhiều cái dự đoán về nhiều điều nó sẽ có thể xảy ra về nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước Mỹ, vân vân. Chúng ta biết rằng vào ngày 20 và 21 tây tháng Giêng sắp tới đây lại sẽ có một cái hiện tượng thiên văn một cách rất là đặc biệt, đó là mặt trăng máu. Nếu không muốn nói là nó kết hợp tới ba cái sự kiện liên hệ ở trong thái dương hệ của chúng ta. Đó không chỉ là mặt trăng máu, nhưng tức là nguyệt thực ấy, mà nó còn là siêu trăng. Bởi vì mặt trăng sẽ ở trong một cái vị trí của quỹ đạo mà nó gần trái đất nhất. Cho nên bởi đó mà chúng ta trên trái đất nhìn xem thì sẽ thấy được cái mặt trăng rất là lớn. Và nó lại đặc biệt á, là nó lại diễn ra nguyệt thực và siêu trăng lại rơi vào trong ngày trăng rằm của tháng Giêng. Trăng rằm thì trên trái đất chúng ta nhìn thấy được cái mặt trăng trọn vẹn, tròn đó. Cho nên ba cái điều này nó kết hợp lại, nó trở thành một cái hiện tượng khá đặc biệt. Tôi không muốn nói ở đây là những cái lời tiên tri hay là cái gì cả, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những cái mối lưu tâm của chúng ta về mọi điều xảy ra, bởi vì Đức Chúa Trời đấng đếm mỗi sợi tóc trên đầu của chúng ta. Và không có điều gì là ngẫu nhiên, ngay cả một con chim mà nó rơi xuống đất và chết đó, thì nó nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Không phải theo quy luật tự nhiên gì cả, nhưng mà nó nằm ở trong cái quyền kiểm soát chủ thể của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một điều mà chúng ta đáng phải có những cái sự suy nghĩ. Và bây giờ cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không nên chỉ nhìn những hiện tượng diễn ra ở bề mặt. Ngày hôm nay tôi thấy có một cái điều là đôi khi vì cớ cái sự bùng nổ về thông tin, chúng ta đang sống trong thời đại đó,
Cho nên thì mình rất là dễ dàng để có thể được biết về bao nhiêu những cái biến động, sự việc, sự kiện gì đó nó xảy ra trên tin tức, trên Internet. Và bây giờ cái phone của chúng ta đó là cả thế giới đều nằm ở trong đó, cho nên chúng ta có thể biết. Nhưng mà có một cái nan đề mà tôi thấy đó là chúng ta có một cái nhìn theo chiều rộng mà thiếu cái nhìn của chiều sâu. Cho nên chúng ta có thể theo dõi nhiều cái sự kiện xảy ra, tin tức xảy ra, thậm chí một vài nhận định hay là bình luận nữa, nhưng mà một cách rất là cạn cợt về các hiện tượng, nhưng mà không có truy nguyên về cái gốc rễ của nó, cũng như là những cái điều đó nó sẽ dẫn tới những cái hệ quả như thế nào, người ta không nói, người ta chỉ nói đến những cái biến động thôi. Người ta không có để tâm, người ta có cái nhìn chiều rộng mà ta không có một cái nhìn chiều sâu. Cho nên chúng ta là những người có Đức Chúa Trời đời đời và Ngài cũng là đấng đặt sự đời đời ở trong chúng ta. Chúng ta đáng phải có một cái nhìn không chỉ là rộng xa nhưng mà còn phải sâu, để chúng ta có thể nhận biết được từng ý chỉ của Đức Chúa Trời và các chủ đích của Ngài trong tất cả mọi sự. Và chúng ta biết rằng bởi đó mà Chúa Ngài đã phán rằng ta là Alpha và Omega, như khi nãy chúng ta đã đọc. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Alpha và Omega có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta biết rằng đó là Kinh Thánh được viết bằng nguyên văn, mà chỉ có ở trong ngôn ngữ nguyên văn được viết Kinh Thánh đó thì nó mới mang tính vô ngộ, có nghĩa là lẽ thật không hề sai lầm, nhưng mà là lẽ thật thiên thượng. Còn tất cả các bản dịch đều chỉ là giúp cho chúng ta dễ đọc Kinh Thánh thôi. Nhưng mà nếu muốn tìm hiểu về ý nghĩa thần học hay là những cái ý nghĩa đúng về lẽ thật thì phải truy nguyên ở trong nguyên văn Thánh Kinh. Và chúng ta biết rằng Cựu Ước thì được viết bằng tiếng Hy Bá Lai và tiếng Aram, tức là thời kỳ tiền lưu đày và hậu lưu đày, gồm 39 sách, nhưng mà 27 sách của Tân Ước được viết nguyên văn bằng tiếng Hy Lạp. Cho nên đó là lý do mà chúng ta thấy rằng đó là khi nãy chúng ta đã đọc, đặc biệt là ở trong sách Khải Huyền, thì Chúa Giêsu Ngài xưng danh của Ngài là Alpha và Omega. Bởi vì đây là những mẫu tự alphabet trong tiếng Hy Lạp, chữ đầu và chữ cuối cùng, Alpha và Omega. Nếu mà chúng ta nói trong tiếng Hy Bá Lai á, tức là tiếng Do Thái cổ của Cựu Ước á, thì nó là Aleph và Taf. Thì đó là chữ đầu và cái chữ cuối trong cái tiếng Hy Bá Lai, gồm 22 mẫu chữ cái trong tiếng Hy Bá Lai. Còn tiếng Hy Lạp là 24 chữ cái, và chữ đầu là Alpha và chữ cuối là Omega. Mà nếu chúng ta nói trong tiếng Latin hay là tiếng Anh, phải không, thì từ A cho tới Z 26 chữ cái. Còn tiếng Việt Nam của mình thì nhiều hơn, 28 phải không ạ, 28, 29 gì đó, tôi không nhớ chính xác nữa, tại vì nó có những cái dấu. Thì như vậy là chúng ta biết rằng ở đây có nghĩa là toàn bộ mẫu chữ từ, nếu mình nói theo tiếng Latin cho dễ biết này ha, là từ A cho tới Z. Cho nên cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy là từ đầu tiên và là cuối cùng, từ khởi sự cho tới kết thúc, từ thủy cho tới chung, khởi thủy cho tới chung kết. Chúa là đầu tiên và Ngài là đấng cuối cùng. Ngài là đấng khởi sự và là đấng sẽ hoàn tất. Ngài là đấng sẽ kết thúc tất cả mọi cái chương trình của Ngài. Ngài là đầu tiên và cuối cùng. Ngài là Alpha, Omega, A tới Z. Và cái điều này, tại sao Ngài nói Ngài là A và Z, thì đó là một cái loại ngôn ngữ, mà đặc biệt là ngôn ngữ để khải thị cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời và về kế hoạch của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Cho nên đó là lý do tại sao mà đã chọn Alpha và Omega. Chứ cái điều này trước hết nó nói lên cho chúng ta thấy đây là một cái loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ là nhằm mục đích để chứa đựng trong đó những cái tri thức, những kiến thức và những cái điều cần phải được truyền thông, những điều cần phải được bày tỏ. Những điều thiên thượng thì là những điều cần phải được khải thị cho con người chúng ta biết. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài được xưng danh là ngôi lời, Ngài là lời của Đức Chúa Trời, Ngài là ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng đó, ngôn ngữ thì nó gồm 24 chữ cái trong tiếng Hy Lạp. Mặc dù chỉ có 24 mẫu chữ hay là tiếng Latin 26 chữ, nhưng mà chúng ta biết rằng nó được sử dụng kết nối rồi
chữ này mẫu từ kia để mà nó nhằm diễn đạt những ý tưởng. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng đó, Chúa Giê-xu là ngôi lời, ngôi lời trở nên văn tự là thánh kinh, để chuẩn bị cho chúng ta nhận biết khi ngôi lời trở nên xác thịt. Đó là điều mà chúng ta đã kỷ niệm về sự giáng thế của Chúa, ngôi lời đã trở nên xác thịt đó. Thì nó giúp cho chúng ta có thể nhận biết được Ngài đã dùng ngôi lời để bày tỏ cho con người nhận biết về Đức Chúa Trời và về kế hoạch của Ngài. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải thấy rằng đó, mọi lẽ thật thiên thượng đều đến bởi Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu mà thôi. Trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 11 câu 27 và câu 28, đặc biệt là câu 28 thì chúng ta rất là quen thuộc. Câu 27, Chúa Giê-xu Ngài sau khi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều mầu nhiệm cho con trẻ, thì Ngài nói rằng đó là ngoài cha thì không có ai biết con, và ngoài con là và những người nào mà con tỏ ra cùng thì cũng không có ai biết cha. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, Chúa Giê-xu là một sự bày tỏ về cha là Đức Chúa Trời cho con người, và ở ngoài Chúa không có một lẽ thật nào về Đức Chúa Trời cả. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ. Để muốn biết được về Đức Chúa Trời là chúng ta phải nương cậy vào Chúa Giê-xu Christ. Ngài là ngôi lời của Đức Chúa Trời để bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người có thể nhận biết. Và chúng ta biết rằng ngoài những ai mà con tỏ ra cùng thì không một ai có thể nhận biết Đức Chúa Trời cả. Tôi giả sử như bây giờ có một người Việt Nam nào đó đi đến thăm nước Mỹ, và bây giờ gặp tôi để hỏi, thưa mục sư có biết tòa Bạch Cung nó nằm ở đâu không, hay là Ngũ Giác Đài nó nằm ở đâu không chẳng hạn, thì tôi cũng có thể chỉ cho biết là nó thì nó nằm ở Washington DC, vị trí nó chỗ này chỗ kia, muốn đi đến đó thì phải là đi máy bay rồi tới đó đi xe gì đó, đi tới đường gì, địa chỉ gì gì đó. Nhưng mà nếu như bây giờ cái người đó hỏi tôi vậy, chứ mục sư có biết ở trong Bạch Cung nó có cái gì không, thì giờ tôi không biết rồi đó. Tôi hoàn toàn không biết, bởi vì tôi chưa bao giờ đi vào Bạch Cung, đi vào khuôn viên còn chưa được mà. Cho nên là tôi hoàn toàn không biết Bạch Cung ở trong đó nó có cái gì, nó ra làm sao, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà giả sử như bây giờ có ông Tổng thống Trump, mà cái người đó hỏi xin Tổng thống cho tôi biết Bạch Cung nó có cái gì, và nếu ông sẵn lòng nữa, ông không chỉ là bày tỏ mà còn đây, ta sẽ dắt cho ông bà gì đó đi vào để thăm Bạch Cung. Đó là chỗ ở của ta, chỗ ta làm việc. Và chúng ta biết rằng đó, không có một con người nào, có một số những người được tôn sùng giống như là một số những giáo chủ, thậm chí là tưởng rằng những cái người đó có thể bày tỏ lẽ thật về chân lý cho con người, về những cái điều thuộc về vũ trụ, những cái gì nó thuộc về cõi vô thời gian, về mọi cái ý nghĩa của nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của con người và trong thế giới này. Nhưng mà chúng ta nếu mà suy niệm kỹ về những lời của những nhân vật mà được người ta sùng thượng như vậy, thì không một người nào dám nói mình có chân lý cả. Không hề có. Chúng ta một trong những cái tôn giáo, nếu không muốn nói chính xác hơn, một trong những cái triết lý có ảnh hưởng đến người Việt Nam hay là người Á Đông của chúng ta, đó là triết lý Phật giáo. Thì chúng ta biết rằng đó, ngay cả Đức Phật cũng không bao giờ nói rằng mọi cái tư tưởng, những cái lời nói của mình là chân lý. Mọi cái lời khai thị Bồ Tát của các bậc Như Lai chỉ như là ngón tay để chỉ mặt trăng, chứ không phải là mặt trăng. Cho nên tất cả những cái lời nói nào đó của Đức Phật, các chư Phật, các bậc Như Lai gì đó chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, giống như tôi chỉ Bạch Cung vậy thôi. Chứ nó không phải là chân lý. Mặt trăng là chân lý, còn mọi cái lời mà người ta nói gì đó của các bậc đó đó, bậc trí thượng gì đi nữa đó, thì cũng chỉ là chỉ cho người ta cái hướng gì đó về chân lý. Nhưng mà nói chân lý là gì là không thể nói được. Ngoài Đức Chúa Trời và đấng mà Đức Chúa Trời sai đến trong trần gian để bày tỏ cho con người là Chúa Giê-xu Christ, thì không ai có lẽ thật thiên thượng cả. Cho nên muốn biết về Đức Chúa Trời thì phải nhờ vào Chúa Giê-xu Christ. Trong tiên đoạn 14 câu số 6 thì Chúa nói rằng ta là đường đi,
chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và chúng ta biết là Ngài không chỉ là nói cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời, mà Ngài còn là con đường để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời nữa. Cho nên Ngài sau khi nói rằng ngoài cha thì không ai biết con, ngoài con và những kẻ nào mà con tỏ thì cũng không có ai được biết cha, thì sau đó Ngài nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Sự yên nghỉ ở đây nó không chỉ là nói về một cái tâm trạng, nhưng mà nó còn nói về một nơi chốn nữa. Giống như khi mà Đức Chúa Trời hứa với dân sự của Ngài sau khi giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ thì sẽ đưa họ vào xứ an nghỉ. Vào xứ an nghỉ tức là vùng đất hứa, vùng đất đượm sữa và mật. Nó làm hình bóng về thiên quốc. Cho nên đây là một điều mà chúng ta có thể thấy rằng đó, khi Chúa nói Ngài là Alpha và Omega thì mọi cái lẽ thật thiên thượng để giúp con người có thể nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết giải pháp của Đức Chúa Trời, con đường của Đức Chúa Trời, để từ đó chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời và vào trong thế giới của Đức Chúa Trời là phải qua Chúa Giêsu Christ. Ngài là Alpha và Omega. Thứ gì? Ý nghĩa của Alpha và Omega, Chúa Giêsu là đấng khởi sự và hoàn tất sự cứu chuộc cho chúng ta. Và đây là điều mà Ngài làm cho chúng ta. Chúng ta để ý điều đó. Cho nên bây giờ Chúa là sự cứu chuộc và Ngài là khởi sự và là sự hoàn tất cái sự cứu chuộc cho chúng ta. Sự cứu chuộc không có bắt nguồn từ nơi con người. Không phải là bởi vì chúng ta có lòng hướng thượng, chúng ta có một lòng ăn năn sám hối và một cái lòng tưởng niệm đến trời, Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa mình gì đó, rồi chúng ta tìm kiếm Ngài cho nên bởi đó mà chúng ta được gặp. Và xin thưa là không. Con người khi ở trong tội lỗi, ở trong cái sự sa ngã, thì con người đã bị hư hoại hoàn toàn. Chẳng có một điều lành gì trong con người, ngay cả một cái ý tưởng tốt lành về Đức Chúa Trời cũng không hề có. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, con người bị hư hoại hoàn toàn. Và chính Đức Chúa Trời là đấng chủ động tìm đến với chúng ta và bày tỏ cho chúng ta biết ngay cả sự ăn năn của con người về tội lỗi của mình. Và tội lỗi quan trọng nhất để con người có thể nhận được sự cứu chuộc đó là gì? Là nhận biết Jesus Christ là đấng cứu thế. Không phải chỉ là nhận biết mình phạm 10 điều răn hay là bao nhiêu những cái điều trong luật pháp của Đức Chúa Trời, tội ăn cắp, ăn trộm, rồi gian dâm hay là cái gì đó. Không phải chỉ là những cái chuyện như vậy mà mình ăn năn sám hối. Tội lỗi quan trọng con người cần phải biết là con người đã chối bỏ Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên mình. Con người đã gạt bỏ Chúa cứu thế là giải pháp của Đức Chúa Trời khi Ngài trong thân vị của con yêu dấu Ngài Đức Chúa Jesus Christ tìm đến để cứu chuộc chúng ta. Cho nên đó là điểm mà chúng ta biết rằng ngay cả sự ăn năn cũng phải đến từ Thánh Linh của Chúa nữa. Và đức tin là ân điển Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chứ không phải cái niềm tin của chúng ta nơi đấng tối cao. Không phải. Mà là đức tin do chính Chúa ban cho. Vãi là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em đâu, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8-9 nói chúng ta như vậy. Cho nên Chúa là đấng khởi đầu của sự cứu chuộc khi Ngài tìm đến để bày tỏ Ngài và ơn cứu rỗi của Ngài cho chúng ta và mở lòng chúng ta để biết ăn năn quay trở lại với Chúa, lấy tin tiếp nhận Ngài. Và rồi sau khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa thì Ngài biến đổi đời sống của chúng ta và tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong cái đời sống mới, hướng về cái kế hoạch và các chủ đích vinh hiển của Đức Chúa Trời định cho chúng ta. Không những trong sự sáng tạo mà còn là trong sự tái tạo nữa. Cho nên Chúa là đấng khởi sự và là đấng kết thúc trong ơn cứu chuộc đối với đời sống của chúng ta. Và đây là điều Ngài làm cho chúng ta. Không phải chúng ta trả cái giá gì đó, trả một cái số tiền hay là một cái gì đó, của cái gì đó để chúng ta có được. Không có. Đó là một sự ban cho hoàn toàn từ nơi Chúa, và đó là điều Ngài làm cho chúng ta. Cái thứ nhì, Alpha và Omega còn cho chúng ta biết Ngài là ý nghĩa và mục đích trong mọi sự, nhất là đối với người thuộc về Ngài. Có đôi khi chúng ta không có hiểu được hết về những cái ý nghĩa và các chủ đích trong những điều xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tại sao tôi phải gặp hoàn cảnh này? Người khác thì không có mà tôi lại phải gặp. Tại sao tôi lại phải chịu đựng ở trong một số những cái áp lực, cái sự việc, thậm chí mất mát như thế này? Làm sao chúng ta hiểu được cái ý nghĩa và chủ đích là gì? Nó không có ngẫu nhiên. Mà chúng ta biết rằng để biết tất cả những điều đó,
Ngài là cái nguồn tri thức cho chúng ta, để giải bày cho chúng ta biết ý nghĩa của mọi sự và chủ của Ngài trong mọi sự. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta phải thấy rằng đó, để hiểu được thì phải đi vào trong cái sự khải thị của chính Chúa. Ngài là Alpha và Omega. Ngài sẽ diễn dịch cho chúng ta, Ngài sẽ kết nối mẫu tự này với mẫu tự kia, việc này với việc khác, để giúp cho chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của việc đó là gì và mục đích của sự việc đó là gì. Và chúng ta có thể nói rằng cái mục đích chung trong mọi việc mà Chúa cho phép nó xảy ra trong đời sống của chúng ta là khiến chúng ta trở nên giống như Ngài, hay còn gọi là sự thánh hóa. Cho nên trong Thơ Ma đoạn 8 đó, câu 28 trở đi nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người mà Đức Chúa Trời đã định. Mà chúng ta biết rằng đó, chúng ta là những người đã được chọn. Bởi vì chúng ta đã được chọn cho nên Đức Chúa Trời có một kế hoạch và các mục đích định cho chúng ta. Và Ngài dùng tất cả mọi sự, dù là sự tốt hay là sự xấu xảy ra trong đời sống của chúng ta, trong cái nhìn của mình đó, trong cái nhìn về cái chiều rộng ở cái bề mặt thôi đó, nhưng mà Chúa là đấng có chiều sâu và cái chiều xa, để giúp cho chúng ta nhận biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta. Và cái gì ích? Ích lợi ở đây là làm cho chúng ta trở nên như hình bóng của con Ngài, làm cho chúng ta trở nên giống như đấng Christ. Và ngôn ngữ thần học hay là kinh thánh gọi đó là sự thánh hóa. Sự thánh hóa, nó là sự nên thánh ở trong đời sống của chúng ta. Và đây chính là điều mà Chúa làm trong chúng ta. Sự cứu chuộc là điều Ngài làm cho chúng ta. Và tiếp tục trong cái sự cứu chuộc, đó là Ngài làm trong chúng ta trong sự thánh hóa, khiến cho những cái mỹ đức, các đức tánh đó, giống như Đức Chúa Giêsu Christ được xây dựng và hình thành trong đời sống của chúng ta. Có thể chúng ta đối diện với những cái vấn đề về hoàn cảnh, nhiều khi mình nghĩ là hoàn cảnh như mà tôi đối diện làm cho tôi hoảnh càng, nhưng cua hoảnh càng thôi. Nhưng mà Chúa nói là không, mọi sự hiệp lại làm ích. Có khi chúng ta va chạm, cọ sát với người này và người kia, và đó là điều không tránh khỏi, bởi vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên để sống với, không phải sống một mình. Bởi vì nếu chủ đích của Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là sống một mình, thì Ngài dựng nên mỗi người cho ở một cái hoang đảo khác nhau, cho ở cái ốc đảo gì đó hay hoang đảo gì đó, ở mình đó. Nhưng mà không, chúng ta được dựng nên để sống theo đoàn thể, theo tập thể, sống với người khác. Mà sống với người khác thì nó có cái sự cọ sát, có những cái sự va chạm. Có bà vợ bà tới gặp ông sư than phiền về ông chồng của mình, nói tôi với ông chồng tôi khắc khẩu. Rồi từ khắc khẩu rồi nó khắc ý, rồi nó khắc hành vi, rồi nó đủ chuyện xảy ra. Khổ quá mục sư ơi. Thì bây giờ ông mục sư mới nói như thế này: mỗi một người chúng ta đó, thì nó giống như là một cái mảnh gỗ, mà nó không phải là trơn tru đâu, mà nó đầy những cái góc cạnh, những cái nhám nhúa ở trong đó. Và bây giờ cái vấn đề đó là để cho nó trở nên hữu dụng, thì nó một miếng gỗ một mình nó thì nó chưa có hữu dụng, mà đôi khi nó phải kết nối với những cái miếng gỗ khác. Và bây giờ cái vấn đề là làm sao để mà hai miếng gỗ nó có thể được hòa nhịp với nhau, để trở thành một cái vật thể gì đó cho nó tốt và nó hữu dụng đó, thì phải có những cái mài dũa. Giống như là ở trong sách Châm Ngôn đoạn 27 câu số 17 đó, thì lời của Chúa cũng nói với chúng ta rằng đó là sắc mài nhọn sắc. Cho nên bạn hữu thì làm cho đẹp diện mạo của mình. Thì bây giờ cái vấn đề là nếu hai cái miếng gỗ đó mà nó đi ngược chiều nhau á, thì chúng ta biết rằng là nó sẽ tạo nên rất nhiều những cái cọ sát, mà nó làm cho miếng gỗ đó có thể chịu đau đớn. Bây giờ cái làm sao để hai cái miếng gỗ đó mà nó không bị như vậy, thì nó phải đi về một hướng với nhau. Hai miếng gỗ nó nằm cùng hướng thì nó đi nhẹ nhàng, mà nó đi ngược á, thì chúng ta biết rằng nó sẽ tạo những cái sự cọ sát. Cho nên á, phải có một sự thuận phục lẫn nhau. Và đây là một cái điểm mà chúng ta có thể thấy rằng đó, nhiều khi chúng ta muốn có được những cái đức tính ở trong đời sống chúng ta, thí dụ như là sự bao dung, độ lượng, tha thứ,
Nếu như chúng ta muốn có được cái lòng nhịn nhục, đức tính nhịn nhục, đức tính nhu mì, khiêm nhường, thì chúng ta biết rằng có nhiều khi Chúa phải dùng những cái người khó chịu đặt ở bên đời sống của chúng ta để rèn luyện cho chúng ta cái đức tính vị tha, tức là không có vị kỷ, không có biết, không phải chỉ sống biết có mình mà phải biết quan tâm tới người khác, tới tha nhân. Thì chúng thấy rằng đó, Chúa sẽ đặt một cái người khó chịu đến ở bên đời sống của chúng ta, và cái nó rèn luyện cho chúng ta nhiều điều lắm. Làm sao để mình có thể có một cái đời sống nhu mì? Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi Chúa đưa một cái người khó tánh đến bên đời sống của chúng ta và bắt chúng ta phải sống chung, làm việc chung. Nhưng mà cái điều đó là Chúa muốn dùng để rèn luyện trong chúng ta cái đức tính khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục. Chứ nếu mà chúng ta nhảy ra khỏi chỗ đó, chúng ta chạy trốn với cái người đó, cái mối quan hệ đó, chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành được trong nhân cách. Không bao giờ chúng ta có thể trưởng thành để có được những cái đức tính cao quý mà Chúa muốn hình thành, xây dựng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy được chủ đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Ngài là ý nghĩa của mọi điều. Ngài là Alpha và Omega. Hãy hỏi Chúa đi, và Ngài sẽ kết nối các mẫu từ nó lại để diễn giải cho chúng ta biết về ý nghĩa và mục đích của mọi sự đó. Đó là những gì Chúa làm trong chúng ta. Và Alpha và Omega còn có nghĩa là Ngài dùng chúng ta để thực hiện và hoàn tất mục đích vinh hiển đời đời của Ngài. Và đây chính là điều mà Ngài làm qua chúng ta. Chúng ta không phải là trung tâm điểm của vũ trụ, chúng ta không phải là cái rốn của vũ trụ này đâu. Để rồi chúng ta cứ nghĩ là mọi sự Đức Chúa Trời lẫn cả thế giới, cả vũ trụ, cả ân điển của Đức Chúa Trời đều xoay quanh để đem lợi ích đến cho tôi, tập trung vào cái rốn này của vũ trụ. Dạ không phải. Mà chúng ta phải biết rằng đó, mục đích tối thượng vinh hiển là thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điểm mà chúng ta phải thấy rằng đó, Ngài sáng tạo chúng ta, và khi con người sa ngã, Ngài cứu chuộc chúng ta để biến đổi cuộc đời chúng ta, thánh hóa chúng ta, để khiến chúng ta trở thành một công cụ, một vật liệu của Đức Chúa Trời, để Ngài có thể xây dựng, Ngài xây dựng cái công trình, Ngài xây dựng một cái kế hoạch, và để hoàn tất các chủ đích vinh hiển đời đời của Ngài. Và đương nhiên, vì chúng ta được Ngài sử dụng cho chúng ta được dự phần với Ngài, và đó là một sự dự phần vinh hiển lắm. Bởi vì chúng ta không phải là một cái vật liệu vô tri hay là một cái giá trị thấp kém đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, Ngài dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài để kết nối với chính mình Chúa. Và chúng ta sẽ thấy được cái điều đó rõ hơn. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận thấy được Ngài là Alpha và Omega là như thế nào. Thì giờ thì chắc là đã hết rồi, cho nên tuần tới tôi sẽ tiếp tục cái bài giảng này, chứ nãy giờ chúng ta chỉ mới đi có một phần ba của bài giảng thôi. Nhưng mà tôi muốn nói trước để chúng ta về nhà đọc kỹ hơn. Chúng ta cần phải nhận biết như thế này. Kinh Thánh gồm 66 sách, Cựu Ước 39 sách và Tân Ước 27 sách. Không phải 24 chữ cái, 26 chữ cái, 29 chữ cái, nhưng mà 66 sách. Chứ không phải 66 chữ cái nữa. Và bây giờ cái vấn đề là chúng ta sẽ thấy như thế này. Tôi chỉ muốn quý bạn chị em trong tuần này về đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, 2 và có thể thêm đoạn 3 nữa. Nhưng mà chính là 1 và 2. Và đồng thời đó là Alpha đó. Cái này là Alpha thôi nha. Còn Omega là sách Khải Huyền à, sách Khải Huyền. Cũng chỉ đọc hai đoạn cuối. Hai đoạn đầu của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký 1 và 2. Và hai đoạn cuối là Khải Huyền 21 và 22. Xin đọc kỹ cho cái điều đó. Quý bạn chị em có biết rằng đó, là cái khoảng giữa đó, 64 sách đó, lẽ ra là không cần thiết, không cần có. Nếu nó nằm ở trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, là kế hoạch đời đời của Ngài đó, thì không cần 64 sách đó. Vì 64 sách đó nói về một cái vấn đề là con người sa ngã vào trong tội lỗi, và Đức Chúa Trời Ngài phải lập
một cái chương trình để cứu vãn, để giải cứu con người, để hồi phục lại. Và nó chỉ là những cái gì nó xảy ra trong cõi thời gian mà thôi, chứ không phải là cõi đời đời. Mà lẽ ra nó không cần có, bởi vì kế hoạch của Đức Chúa Trời không có định cho con người phạm tội. Rồi sau đó Ngài phải cứu chuộc bằng một giá rất đắt không? Và chúng ta biết rằng đó, toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời không phải là sự cứu chuộc. Nhiều khi chúng ta sống trong cõi thời gian, chúng ta cứ coi như sự cứu rỗi là trọng điểm, trọng tâm của tất cả mọi sự, là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Dạ không phải. Nó chỉ có tính cách giai đoạn ngắn ngủi thôi trong cõi đời đời của Đức Chúa Trời đó. Thì những cái gì diễn ra trong cõi thời gian và ơn cứu chuộc đó, nó chỉ là một tích tắc mà thôi, để nhằm cứu vãn, để nhằm khôi phục, chứ nó không phải là cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời định cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải thấy rằng, phải đọc chỉ cần hai đoạn đầu của Sáng Thế Ký và hai đoạn cuối của sách Khải Huyền thôi, chúng ta sẽ biết được kế hoạch của Đức Chúa Trời. Hai đoạn đầu của Sáng Thế Ký nó là khởi đầu, bởi vì chữ Genesis mà trong nguyên văn, trong tiếng Hebrew á, là các sự khởi đầu. Khởi đầu của vũ trụ Đức Chúa Trời sáng thế, khởi đầu của trái đất khi Đức Chúa Trời tái tạo, khởi đầu của muôn vật được dựng nên, khởi đầu của con người được Đức Chúa Trời dựng nên. Rồi chúng ta cũng biết rồi, sau đó là nói đến khởi đầu của tội lỗi, khởi đầu của cái kế hoạch Đức Chúa Trời để đem sự cứu chuộc đến cho con người. Đó là những cái khởi đầu. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy hai đoạn đầu nói lên cho chúng ta kế hoạch của Đức Chúa Trời và khởi đầu hay là khởi điểm của Đức Chúa Trời khi Ngài thực hiện kế hoạch đó. Đó là điểm chúng ta cần phải nhớ. Đó là công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời á, là Ngài chuẩn bị vật liệu cho kế hoạch xây dựng của Ngài. Giống như khi chúng ta muốn xây một cái căn nhà, chúng ta phải mua vật liệu, chuẩn bị vật liệu, phải không ạ? Chuẩn bị nhiều điều. Nó chỉ là sự chuẩn bị thôi. Và chuẩn bị để làm gì? Để sẽ xây dựng một công trình, một cái công trình nào đó, một công trình xây dựng. Và công trình đó nó được vẽ kiểu như thế nào đó, theo kiểu mẫu gì đó, chủ đích của nó sẽ ra sao. Thì chúng ta biết rằng khi lập kế hoạch rồi thực hiện kế hoạch từ lúc khởi điểm là chuẩn bị vật liệu, ấy là để rồi sẽ cuối cùng á, là xây dựng và hoàn tất kế hoạch đó, là cái công trình tạo dựng này. Cho nên đó là điều mà chúng ta phải thấy. Ban đầu chỉ là những vật liệu thô sơ của Sáng Thế Ký thôi, nhưng mà nó sẽ phải có một cái tiến trình để biến đổi những cái vật liệu đó như thế nào đó, đặt định nó như thế nào đó, sắp đặt ra sao đó, để cuối cùng sẽ xây dựng mà Khải Huyền nói cho chúng ta đó, nhận biết đó là trời mới, đất mới, là Jerusalem mới, nó là thành thánh và nó là một thành phố vinh hiển. Ban đầu chỉ là những vật liệu thô sơ, cái kết cuộc là vinh hiển. Cho nên đây là điều mà quý bạn chị em hãy xem để chúng ta có thể nhận biết. Hãy bỏ qua 62 sách chứ. Ê, xin lỗi. Chúng ta bỏ qua 60, không phải là đúng là 64, nhưng mà tại vì tôi nói đoạn luôn nữa, nếu mà đoạn thì nó nhiều hơn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta chỉ cần có 4 đoạn mà chúng ta phải xem thôi, để biết là Đức Chúa Trời Ngài hoạch định kế hoạch của Ngài là như thế nào, rồi khởi đầu Ngài chuẩn bị ra sao, và đến hồi kết cuộc nó sẽ là gì, công trình đó sẽ là gì. Chúng ta sẽ học cái điều đó, để chúng ta trong cái thời điểm cuối năm chúng ta suy nghĩ, để nhận biết rằng chúng ta đã tiến bước đến đâu trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, và chúng ta cần phải tiếp tục như thế nào để rồi Đức Chúa Trời có thể sử dụng mọi sự, và trong đó có cuộc đời của chúng ta, để rồi Ngài sẽ tiếp tục xây dựng và cho đến khi Ngài sẽ hoàn tất công việc của Ngài trong kế hoạch đời đời của Ngài. Trên đây là điều mà chúng ta sẽ thấy, và tôi xin kết nối hai điều này bằng một số điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy. Thứ nhất, chúng ta có thể nhìn thấy trong cả hai đoạn đầu của Sáng Thế Ký lẫn hai đoạn cuối của sách Khải Huyền, thì chúng ta có thể thấy có Adam, một người nam. Rồi chúng ta thấy có cây sự sống.
đặt ở tại giữa Eden. Chúng ta thấy có dòng sông từ cây sự sống từ giữa vườn Eden chảy ra rồi chia làm bốn ngã đó. Có một con dòng sông. Rồi chúng ta cũng thấy rằng tại đó có vàng, có ngọc trai. Cái chữ mà chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký là nhũ hương đó, trong nguyên văn là ngọc trai. Rồi có bích ngọc hay là các loại ngọc. Chúng ta cũng sẽ thấy đến cuối của đoạn 2 trong Sáng Thế Ký thì có Eva được Đức Chúa Trời làm nên để kết hợp với Adam. Chúng ta thấy có con đường dẫn đến cây sự sống, điều đó sẽ kết thúc ở trong cuối của đoạn 3. Đoạn 3 nói về sự sa ngã của con người. Nhưng mà cuối cùng á, thì chúng ta biết rằng có con đường dẫn đến cây sự sống mà Chúa phải dùng các thiên sứ canh giữ. Nhưng mà có con đường để dẫn đến cây sự sống. Và tất cả những điều này trong sách Khải Huyền chúng ta cũng thấy y như vậy. Trong sách Khải Huyền chúng ta thấy có chiên con mà Phaolô ông đã nói rằng Ngài là Adam sau hết. Rồi chúng ta cũng thấy ở trong sách Khải Huyền có cây sự sống ở giữa thành thánh. Chúng ta thấy có một cái dòng sông sự sống chảy ra. Chúng ta thấy có vàng, có ngọc trai, có các loại ngọc khác nhau. Nó có một cái con đường. Nó có một cái con đường ở trong đó. Rồi sau cùng chúng ta thấy là vợ của chiên con, mà nó cũng là thành thánh, đã được xuất hiện trong sách Khải Huyền. Như vậy thì tất cả những cái hình ảnh đó nó cho chúng ta nhận biết rằng sách Sáng Thế Ký là một sự chuẩn bị. Những cái vật liệu thô thôi, khởi đầu mà. Nhưng mà rồi đến cái hồi kết cuộc á, thì nó được sử dụng để làm thành một cái công trình xây dựng, đó là Jerusalem vinh hiển trong cõi đời đời. Và chúng ta đang ở cái khoảng đầu cho đến và cái khoảng giữa để hướng về cái khoảng kết thúc sẽ đến trong tương lai, và nó sẽ đến sớm hơn chúng ta tưởng, gần lắm rồi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để bài học này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được về ý nghĩa và mục đích đời sống của chúng ta và mọi sự xảy ra trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, để ai nấy trong chúng ta không có bị lạc lối, không có bị trật phần ân điển, nhưng mà chúng ta hết thảy đều sẽ được nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong đời sống của chúng ta trong mọi sự. Amen. Bây giờ kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên. Ta đến bước trong sự cầu nguyện. Là Chúa từ ái và vinh hiển của chúng con, Ngài là Alpha và Omega. Ở trong Chúa, Ngài sẽ giúp cho chúng con có thể nhận biết Đức Chúa Trời trong mọi sự. Mỗi sợi tóc chúng con mỗi ngày mà chúng con, Chúa ơi, chải đầu đi nữa. Xin hãy cho chúng con nhận thấy rằng có Đức Chúa Trời trong từng sợi tóc đó. Xin hãy giúp cho chúng con để từng giọt nước mắt của chúng con mà Ngài nói rằng nó sẽ được đựng ở trong ve. Thì hỡi Chúa, chẳng có điều gì là ngẫu nhiên xảy đến trong cuộc sống của chúng con nằm ngoài quyền chủ tể của Đức Chúa Trời. Hãy giúp cho chúng con bởi Alpha và Omega là Thánh Linh, là Thần của lẽ thật, là Đấng Christ ở trong mỗi đời sống của chúng con. Ngài sẽ hướng dẫn chúng con để Ngài sẽ cho chúng con có thể nhận biết được, ôi Chúa, trong cái bộ mẫu tự này Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt nó không phải là một mớ những cái mẫu tự hỗn độn, nhưng mà Ngài sẽ đặt định nó trong một cái trật tự để giúp cho chúng con nhận biết được ý tưởng, nhận biết được tri thức của Đức Chúa Trời. Và qua đó chúng con có thể, Chúa ơi, bước đi một cách đúng đắn. Và chúng con vui mừng trong Chúa luôn luôn. Phàm việc gì chúng con cũng biết tạ ơn Đức Chúa Trời, vì chúng con được sống ở trong Alpha và Omega. Mà chúng con cũng biết rằng ở trong Ngài gồm tóm tất cả mọi sự của Đức Chúa Trời đã định trong ân điển của Ngài. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đã xuống phước cho chúng con đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là nguồn cung ứng cho chúng con về những gì chúng con có cần ở trong tất cả mọi sự. Hỡi Chúa, xin Ngài giúp cho chúng con để chúng con nhận biết được điều này, để rồi mọi điều chúng con đều trông cậy nơi chính mình Chúa. Vì Chúa ơi, một con chiên đi trong sự chăn dắt, gìn giữ, lo liệu, bảo tồn của người chăn hiền lành thì sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài là đấng sẽ cung ứng cho chúng con mọi sự chúng con có cần y theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Alpha và Omega. Và Chúa ơi, Ngài là đấng đã khởi đầu cho cuộc sống của chúng con, không những sáng tạo chúng con mà còn cứu chuộc, tái tạo, biến đổi chúng con. Và để rồi Ngài sẽ dẫn dắt chúng con và sử dụng mỗi đời sống của chúng con cho các mục đích cuối cùng vinh hiển nữa. Nguyện Chúa Ngài giúp cho chúng con, để Chúa ơi chúng con bền lòng, để chúng con giữ sự trung tín của chúng con. Và chúng con đang ở hồi kết cuộc, vì đây là chặng đường, có thể lắm là một chặng đường cuối của chúng con ở giữa thế giới này, trước ngày Chúa Giêsu Christ Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Ngài sẽ tái lập lại trật tự của Ngài và để đưa vương quốc của Ngài đến đất, và sẽ còn chuẩn bị để đưa vào vương quốc đời đời. Là Chúa yêu dấu, xin Ngài ban cho chúng con, để chúng con Chúa ơi trông đợi cái ngày đó, hầu cho chúng con biết chuẩn bị mình một cách đúng đắn, một cách xứng đáng, để rồi Chúa ơi khi ngày đó đến, chúng con sẽ hân hoan vui mừng, vì biết đó là một ngày mà chúng con sẽ nhận lấy phần thưởng và nhận lấy mão triều thiên của sự sống. Chúng con sẽ được Chúa ơi Ngài cho chúng con đến để ăn trái cây sự sống trong ta đi. Ngài sẽ làm cho chúng con trở nên trụ cột ở trong đền của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Nguyện Chúa ban ơn để những điều này sẽ làm cho lòng của chúng con được phấn khích, lòng của chúng con được dứt dấy, lòng của chúng con được mạnh mẽ trong đức tin và sự trông cậy của chúng con nơi chính mình Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Ngợi khen Chúa vì một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho. Cảm ơn Chúa vì một năm đã qua, Ngài có ban ơn cho hội thánh của Chúa. Để rồi Chúa ơi, ai nấy đều giữ phần vào trong công việc của vương quốc Đức Chúa Trời, cách này hoặc cách khác. Chúng con biết rằng Chúa ơi, công khó của chúng con trong Chúa chẳng bao giờ là vô ích, vì Chúa là đấng nhận biết điều đó. Vì vậy Ngài hãy làm cho chúng con, ôi Chúa, được dục lòng một cách mạnh mẽ càng hơn, sốt sắng càng hơn, trung tín càng hơn, tận hiến càng hơn trong đời sống theo Chúa và hầu việc Ngài. Chúng con tạ ơn Cha. Sau giờ này chúng con sẽ có thời giờ thông công với nhau, sau đó chúng con sẽ tập hát, và buổi chiều hôm nay chúng con sẽ có buổi họp mặt dành cho tất cả các thành phần nhân sự. Chúng con dâng phó mọi sự này trong ơn Chúa, và đây là ngày thánh, ngày mà Đức Chúa Trời chúng con làm nên, là ngày mà Chúa hứa rằng chúng con sẽ được vui vẻ mừng rỡ trong ngày của Chúa đó. Nguyện Chúa cho chúng con được gặp gỡ Cha, gặp gỡ Đức Chúa Trời của chúng con, và vui mừng trong Chúa và vui hưởng sự thông công của các anh chị em mình. Chúng con tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.